Xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Sư Sư Cỏ Hải Dương. Thì mới nhất trong ngày hôm nay, ngày 9 tháng 4 năm 2020 dương lịch, và bọn em vừa mua về được một cái mẫu xe Merc E200 các bác nhé. Đây là một mẫu xe động cơ chỉ có 1.8, nó rất tiết kiệm nhiên liệu. Và đây là một cái mẫu xe sản xuất năm 2007, và form mới anh chị nhé, form là form 2008 luôn rồi. Thì từ 2007 là nó chuyển sang cái form 2008 này. Và bên trong nội thất của nó thì con này nó rất là đẹp và chạy chỉ có 15 vạn chuẩn thôi. Và xe không một lỗ nhỏ nào các bác nhé. Và màu này là màu cà phê thưa quý vị các bạn. Màu cà phê. Sơn xi của nó thì rất là căng luôn. Chúng ta nhìn đúng không ạ? Và xe em bảo hành cho anh em là không có đâm đụng va chạm thủy kích gì đâu nhá. Chúng ta hãy nhìn là đây là hai bên đường mép của đằng bên lái này. Mép sơ cua bên lái và mép sơ cua bên phụ các bác nhé. Đây. Và xe nó còn nguyên form luôn. Đấy, nó còn nguyên form và không có va chạm va quệt gì cả. Và dòng E200 này thì nó là một cái mẫu xe, chúng ta hình dung là cái kích cỡ lốp của nó, em sẽ cho anh chị và bạn nhìn qua luôn để chúng ta thấy cái điều khác biệt đối với cái dòng E, cái lốp bản nó rất là dày, dày hơn 20 phân các bác nhá. Có nghĩa là sẽ để cho chúng ta chạy ổn định trên những cái cung đường trường, và đặc biệt sẽ tạo cho chúng ta cảm giác chạy nó đầm, nó chắc xe và rất là êm ái các bác nhá. Và chiếc xe này thì bọn em đang chào bán với mức giá là 340 triệu đồng. Xe không một lỗ nhỏ nào, bao cho anh chị và các bạn chúng ta test hãng thoải mái luôn. Hoặc anh em có thể qua trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương, cửa hàng Dương Minh Auto, và liên hệ cho em số điện thoại là 0852 555 555 và 0966 668 121 các bác nhé. Con này biển 51 Sài Gòn thì nếu mà chúng ta ra biển Hà Nội thì cũng không mất 20 triệu tiền biển, hoặc anh em nào trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có thể để nguyên biển chạy được. Đây, rồi ok, na răng của nó thì chúng ta nhìn na răng này. Toàn bộ la răng của nó thì không có bị sơn soát sứt sẹo gì cả. Được chưa? Và lốp nắp thì còn dày đều cả dàn nhá. Lốp nắp cũng không có chê, đăng kiểm còn dài. Tất cả những chi tiết nẹp cửa này, coi như là gương tích hợp xi nhan. Form chúng ta nhìn thấy một chiếc xe form không lỗi một tí nào, nó căng đét luôn. Còn về hệ thống đèn của xe chúng ta nhìn thấy là đèn trong sử dụng đèn pin salon các bác nhá. Và có cảm biến trước và cảm biến sau đối dòng E200 này. Và E200 chúng ta nhìn thấy đèn nó là đèn củ lạc chia đôi. Đấy, đèn hai củ lạc nó không giống như dòng C, và dòng xe này thì nó có cái nét đẹp riêng. Phải không ạ? E. Sơn xi thì căng đét luôn các bác nhá. Và đăng kiểm đây. Còn đến tháng 11 năm 2020. Còn tắp lô tắp ni thì anh chị và các bạn yên tâm một điều rằng nó rất là đẹp. Bởi vì dòng E thì Merc thì anh em hầu như không chạy nhiều đâu. Chúng ta nhìn cái chất xe này. Và con này có 3 vị trí nhờ ghế nhá các bác nhá. 3 vị trí nhờ ghế nhá. Tất cả nó vẫn còn sống hoạt động nguyên hết. Và gương kính chỉnh điện hết. Và tất cả nó chỉnh điện hết các bác nhá. Doang nó còn rất mới luôn. Những hốc hác chốt bản nề đây.
và bản nề của mẹt thì anh chị các bạn yên tâm một điều rằng nó rất là chắc, chắc chắn luôn. Đây này, toàn bộ những cái phần hông ở dưới, nếu em sẽ quay kỹ cho anh chị và các bạn chúng ta xem được chi tiết. Thành một con xe và máy thì nổ rất là êm, chạy số má thì cực kỳ mượt mà luôn nhé các bác nhé. Xe nó không một lỗi nhỏ nào. Nên sẽ cho anh chị và các bạn chúng ta xem qua luôn phần máy. Máy nổ cực êm. Máy của mẹ E200 thì anh chị và các bạn yên tâm. Và đặc biệt cái dòng này thì nó rất tiết kiệm xăng các bác nhá.
chạy thì tầm khoảng 7 lít xăng trên 100 cây thôi. Và 7 lít xăng thì chúng ta biết rồi, nó rất là bình dân, phải không ạ? Ai cũng có thể chơi được, dành cho anh em mà chúng ta thích cái dòng mẹc và thích cái độ êm, cái độ an toàn của xe và sang trọng lịch sự. Được chưa? Máy nổ thì im du rồi. Toàn bộ những hệ thống phần răng đây. Toàn bộ những hình toàn bộ phần răng mà đinh tán xe đây ạ. Nguyên bản theo xe đến những cái chi tiết góc cạnh ngoài nha các bác nhé. Và toàn bộ những cái thằng phần răng đây. Rồi ra đây ạ. Xe không có bị va chạm, đâm đụng, thì kích gì cả. Xe anh em mua về là xác định là chúng ta chỉ kịp dùng thôi. À, về hệ thống máy của nó, máy thì nó cực ngon luôn, với cả số má của nó chuyển cực kỳ mượt mà nha các bác nhé. Toàn bộ những cái hộp đen, hộp đen vẫn zin này, chứ có đụng chạm gì cả, vẫn nguyên cái hộp quấn của nhà sản xuất luôn. Máy nổ êm ru và khẳng định với anh em là máy cực chất và gầm bệ chắc. Đây hệ thống cabo đây ạ. Cabo cái dòng mẹ thì có rất là nhiều tán. Mẹ thì dùng rất là nhiều tán luôn. Và xe không có giỏ dầu, giỏ mỡ gì cả nhé. Và không có bị lỗi lầm gì cả. Và anh em mà đang quan tâm đến cái dòng E200 2007 này thì có thể alo cho em trực tiếp số điện thoại là 0852 555 555 hoặc 0966 668 121 qua trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương. Và một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị, anh chị và các bạn trong clip lần sau. Xin trọng cảm ơn.